Công an tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng lực lượng hậu cần và cải cách hành chính năm 2022. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2022, Công an tỉnh kịp thời tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ chiến sĩ có tư tưởng chính trị vững vàng, hăng hái tích cực tham gia các phong trào, các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm, thực hiện chế độ chính sách kịp thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, các dự án xây dựng cơ bản, cải tạo sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất của công an các đơn vị địa phương, cơ bản tận dụng tối đa các nguồn vốn đầu tư. Các dự án xây dựng cơ bản, cải tạo sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất của công an các đơn vị địa phương, cơ bản tận dụng tối đa các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm tiến độ giải ngân,